Kính thưa quý vị, Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ chớ can thiệp vào vụ tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc hôm nay yêu cầu Hoa Kỳ đứng ngoài các cuộc tranh chấp ở Biển Đông và hãy để các nước trong khu vực giải quyết lấy các vấn đề liên quan sau khi Washington kêu gọi các bên ngưng những hành động làm leo thang căng thẳng. Hãng tin Reuters hôm qua tường thuật rằng ông Michael Fudge, phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách chiến lược và các vấn đề đa phương, nói không một nước duy nhất nào phải chịu trách nhiệm về việc căng thẳng leo thang trong khu vực. Nhưng ông lặp lại quan điểm của Hoa Kỳ là cách hành xử khiêu khích và đơn phương của Trung Quốc đã tạo nghi ngờ về ý muốn tuân thủ luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Ông Michael Fudge hôm ngày 11 tháng 7 kêu gọi các nước đòi chủ quyền Biển Đông hãy ngưng các dự án xây cất, lấp biển lấy đất và thiết lập các tiền đồn mới cũng như những hành động khác nhằm thay đổi nguyên trạng tại các hòn đảo và bãi cạn trên Biển Đông để tạo lại một môi trường thuận lợi cho các cuộc thương thuyết về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, gọi tắt theo tiếng Anh là COC. Khi được hỏi về lời kêu gọi đó của phía Hoa Kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa, và Nam Sa, tức Trường Sa.